Hôm nay thứ Hai 3 tháng 6, lãnh đạo tỉnh dự lễ công bố huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và dự lễ tưởng niệm 50 năm nữ tù chính trị bị thảm sát tại nhà lao Tân Hiệp. Thứ Ba 4 tháng 6, lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án khu đất Eros Palace, triển khai quyết định kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2023 và làm việc với đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Buổi chiều, lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh. Thứ Tư 5 tháng 6, lãnh đạo tỉnh dự giao Ban Kinh tế Xã hội tháng 6 2024. Buổi chiều, lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án các trạm biến áp trên địa bàn tỉnh và nghe báo cáo rà soát đề xuất các khu vực khai thác vật liệu cung cấp phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Lãnh đạo tỉnh họp Ban chỉ đạo Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ tư năm 2024. Thứ Sáu 6 tháng 6, lãnh đạo tỉnh dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai và hội nghị kỷ niệm tôn vinh người cao tuổi. Lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi động dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại tỉnh Đồng Nai. Buổi chiều, lãnh đạo tỉnh dự hội nghị phản biện xã hội dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập, giảng viên tại trường chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Thứ Sáu 7 tháng 6, lãnh đạo tỉnh dự hội nghị phát triển hiệu quả bền vững ngành hàng sầu riêng năm nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và dự hội nghị sơ kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu cụm 10 các tỉnh miền Đông Nam Bộ 6 tháng đầu năm nay. Buổi chiều, lãnh đạo tỉnh làm việc về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 5 tháng năm nay, phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo trong năm nay tại huyện Vĩnh Cửu.